Rồi, ok, kiểm tra. Rồi, tiếp tục một tờ tiền thứ hai. Còn rất rất là nhiều. Đêm nay mình chơi rực rỡ, mình chơi hết cái cục này luôn. Để 29 tháng 3 là Roser 3 cũng rực rỡ theo. Đây, tiếp tục đi mọi người. Đây là tờ tiền thứ hai. À, em gái của Bạch Vân rút. Thì bây giờ á, mọi người khoan đoán lại nha. Khi nào mà mình nói bắt đầu đoán á, thì mới đoán. Để mình công bố cái giải thưởng. Giải thưởng cũng tiếp tục tăng lên. Nếu như mà bạn trai nào mà đoán đúng thì Bạch Vân sẽ chuyển vào tài khoản cho bạn 150.000 tiền cạc. À, còn nếu như bạn không lấy cạc thì bạn có thể sử dụng một lần chăm sóc massage mặt VIP của Roy Spa. À, còn nếu như bạn nữ thì Bạch Vân sẽ cho bạn một lần tắm trắng độc quyền của Roy Spa kèm theo một hộp kem độc quyền của tại Roy Spa, kem body độc quyền. Giải thưởng Bạch Vân hứa với mọi người, giải thưởng càng ngày càng lớn. Rồi mọi người bắt đầu đoán đi ạ. Mọi người bắt đầu đoán đi ạ. Vẫn là bây giờ thể hiện lệ cuộc chơi là bây giờ mình vẫn lấy hai số, nhưng mà là hai số đầu nha mọi người. Hai số đầu của tờ tiền này. Bây giờ Bạch Vân xin nhắc lại nè, thể lệ cuộc chơi mấy bạn phải chia sẻ cho bài Roy Spa lên ở chế độ công khai. À, rồi tiếp theo nữa là phần quà của cái lần này sẽ là 150.000 tiền cạc vào điện thoại. À, còn không đó là sẽ là một lần chăm sóc da VIP của Roy Spa dành cho bạn nam. Còn nếu như bạn nữ thì sẽ được một lần tắm trắng độc quyền của Roy Spa kèm theo một hộp kem body Nhật, hàng của Roy Spa luôn. Sao vậy? Ẩm nó lên nó dơ lắm à. Ui, mà. Rồi mọi người bắt đầu đoán đi ạ. À. Trần Duyên 98, Hành Dương 15. Dạ mọi người tiếp tục đoán đi ạ. À. Sao bây giờ tuột xuống còn có 81 rồi? Dạ em xin nhắc lại, thế là cái cuộc chơi này là mọi người phải cho em một chia sẻ về tường ở chế độ công khai. Để cái livestream này của em mục đích chỉ nhắc nhẹ cho các tình yêu biết là ngày 29 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 Roy Spa em sẽ khai trương và sale rực rỡ cho mọi người, chỉ vậy thôi. Cho nên cái này em cũng tổ chức cái mini game show này cũng là để chơi cho vui. Cho nên mọi người tham gia nhiệt tình vào. Vòng thứ hai này em sẽ nhắc lại, quà của vòng thứ hai này sẽ là nếu như bạn nam không muốn chăm sóc massage mặt của Roy Spa